ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục ngôi nhà bị hư hại ở thành phố Belgorod, miền nam nước Nga gần Ukraine, các quân chức địa phương cho biết. Moscow cho rằng đây là kết quả của một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine. Reuters đưa tin ngày 3 tháng 7 rằng, thống đốc Belgorod Vyacheslav Gratkov cho biết trên Telegram, ít nhất 11 tòa nhà chung cư và 39 nhà riêng, trong đó có 5 tòa nhà đã bị hư hại. Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Cuộc tấn công bằng tên lửa đã được lên kế hoạch có chủ đích và đặc biệt nhắm vào dân thường ở các thành phố của Nga. Ông Konashenkov cho biết, lực lượng phòng không của Nga đã phá hủy 3 tên lửa chiến thuật thuốc nhưng các mảnh vỡ của một trong số chúng văng vào một số ngôi nhà dân cư. Nga cũng phá hủy một số máy bay không người lái của Ukraine hướng về phía Kursk, một thành phố khác ở miền nam nước Nga, ông nói. Không có bình luận ngay lập tức từ phía Ukraine, Reuters cho biết họ không thể xác thực các tuyên bố của Nga. Một số báo cáo cho biết về các cuộc tấn công nhằm vào Belgorod và các khu vực khác giáp biên giới với Ukraine kể từ khi Nga xâm lược nước láng giềng Ukraine vào ngày 24 tháng 2, và Moscow đã đổ lỗi cho Kiev về các cuộc tấn công này. Ukraine chưa bao giờ nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này, nhưng gọi các cuộc tấn công vào kho vũ khí và các địa điểm khác là quả báo cho hành động gây hấn của Nga. Belgorod có dân số khoảng 400.000 người và cách biên giới phía Bắc của Ukraine khoảng 40 km. Theo AFP, thị trường lưu vong của thành phố Melitopol do Nga chiếm đóng ở miền nam Ukraine, Ivan Fedorov cho biết trong một video được đăng trên The Lady Telegraph rằng quân đội Ukraine hôm thứ Tư đã tiến hành hơn 30 cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự của Nga trong thành phố, khiến căn cứ này không hoạt động. Một số nhà riêng gần sân bay của căn cứ đã bị hư hại, một quan chức thành phố được Moscow hậu thuẫn cho biết. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, không quân Ukraine đã thực hiện 15 cuộc không kích vào căn cứ này từ các hướng khác nhau, phá hủy khoảng 20 hệ thống thiết bị và hai kho vũ khí của đối phương. Reuters báo cáo rằng các tuyên bố không thể được xác minh ngay lập tức. Hiện quân đội Nga đang tập trung lực lượng để tìm cách đánh đuổi quân đội Ukraine ra khỏi hai khu vực Lugansk và Donetsk ở miền đông Donbass lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã xung đột với các lực lượng Ukraine kể từ khi Nga can thiệp quân sự vào Ukraine năm 2014. Phía Ukraine cho biết các khu dân cư đã bị nã pháo hạng nặng ở các khu vực xung quanh Lysychansk, thành phố cuối cùng do quân đội Ukraine nắm giữ ở Lugansk. Thống đốc vùng Lugansk, Sergei Gaidai cho biết trong một bức điện báo rằng các lực lượng Nga đang củng cố thành trì của họ ở vùng Lysychansk và toàn bộ thành phố chìm trong biển lửa. Ông cáo buộc quân đội Nga đã tấn công thành phố với những chiến thuật tàn bạo khôn lường